Sau khi kết thúc những hoạt động thi đua ngoại khóa, thì một số bạn nhỏ sẽ được huấn luyện viên Hồng Sơn và bảo mẫu Thanh Thức dẫn đi câu mực và ngắm hoàng hôn. Đấy là một hoạt động mà các bạn rất háo hức mong chờ từ những ngày đầu tiên đến với hòn đảo xinh đẹp Phú Quốc. Đây là một trong những lần mà chú cảm thấy thú vị nhất bởi vì được đi ngắm hoàng hôn tại một nơi rất là đẹp. Theo như sự giới thiệu của các anh ở đây, chúng ta vừa xuất phát tại cảng An Thới, một trong những cái cảng sầm uất của Phú Quốc này. Mong rằng hôm nay chúng ta có một chuyến trải nghiệm thú vị và lãng mạn, có chịu không? Rồi, em xin giới thiệu với anh và các em, đây là ống câu mực của người địa phương ạ. Dạ, thường câu mực ở dưới biển anh chị là nó không có cái áp phao. Mình sẽ câu bằng con tôm dạ nha. Bình thường mình câu mình sẽ có mồi, ví dụ như mực hoặc là con gì đó để nhử cá. Nhưng mà câu mực, đặc biệt là con mực nó rất là thích con tôm. Thì trên cái con tôm mụ này á, là nó có cái tia sáng sáng nè. Tại sao mình câu vào buổi tối? Vì khi buổi tối mình bật đèn lên, đó là mặt trăng nó sáng lên thì con mực nó đi ăn, nó đi theo cái con tôm. Thì bắt đầu mình cầm tay trái mình nha, tay trái mình cầm cái ống này ở trong, tay phải mình cầm con mực nha gia đình nha. Mình không ném đi, tại vì mình đang ở dưới biển á. Tại vì mình ném đi mà mình thả xuống nó cũng như nhau. Thì mình thả xuống, cái dây nó sẽ nặng, nó sẽ chạy xuống như thế này. Dạ, khi mà cái dây nó trùng lại, nó đang chạy nhanh, nó trùng lại. Dạ. Tại vì cái dây không có phao nên mình dùng một tay để cảm nhận. Dạ, khi mà cái dây nó trùng rồi, nghĩa là chạm đáy, mình kéo lên tầm 2-3 mét. Dạ, cái tầng đó rất là nhiều mực. Rồi, tiếp sau đó ta sẽ cầm cái tay, ta nhấp như này, ta cứ nhấp liên tục. Dạ, nhấp liên tục. Mình nhả đấy. Dạ, đúng rồi. Dạ. Thì con tôm nó sẽ bơi như này, con tôm giả nó bơi như này, con mực nó sẽ dùng cái xúc tu của nó bám vào đây và sẽ dính. Dạ, gia đình mình kỹ nha. Đây là con tôm giả không có mồi thịt. Dạ, chỉ là con tôm giả thôi nhưng mà câu được mực rất là nhiều ạ. Dạ. Dạ, điều quan trọng nhất của câu mực là gì ạ? Quan trọng nhất là kiên nhẫn nha. Dạ. Ví dụ như mình đang ngồi nhấp như thế này 10 phút mình thấy nản quá, mình không muốn câu nữa, mình bỏ đi là không có mực. Ví dụ 15 phút là có mực nha gia đình nha. Dạ, thỉnh thoảng ở đây có mực nang, mực ống nó bơi lên bờ nha anh chị nha. Mình kéo lại, đó, mình thấy ra ngoài đó xa xa một chút, mình thả chúng nó là nó sợ, nó phun mực nó bay đi luôn. Đó, mình thả xa xa một chút rồi mình kéo lại từ từ. Khi nào mình biết là mình trúng mực, tại vì mình sẽ dùng một tay phải của mình cảm nhận cái dây. Dạ, khi mà mình trúng mực rồi đó là giống như là cái cục mụ này nó nặng, giống như là dính một cái bọc ni lông, mình kéo lên từ từ thôi. Dạ, mình kéo lên từ từ. Mình kéo nhanh quá thì con mực nó chụp ra, mình kéo chậm quá con mực nó chạy. Dạ, mình kéo lên từ từ như này là gia đình mình sẽ có mực nha. Rồi, em xin cảm ơn ạ. Biển hỏi gì không? Biển này nhiều mực không anh? Dạ, biển Phú Quốc mình rất là nhiều mực anh nha. Dạ, thế mình đi ngang qua rất là tàu nhỏ là tới giờ họ cũng đi ra con mực của mình luôn. Các bạn cầu thủ nhí của chúng ta đã học rất nhanh cách để câu được mực và làm thuần thục. Nhưng tiếc là vẫn chưa được con nào. Mình phải kiên nhẫn hơn các bạn ạ. Sau mình thu lại rồi đó. Và lên tầm 2-3 vòng á, mình sẽ cầm cái phải tay trái mình cầm ống nhấp như này. Đó, nhấp từ từ, kiên trì nhấp từ từ. Khi mình nhấp cái con mực giả nó sẽ bơi, nó giống con tôm. Và trên cái thanh kia con tôm giả nó sáng đó, thì con mực nó sẽ ăn. Thu mà chậm quá thì nó cũng bỏ. Nó bỏ mồi nó đi. Con mực nó như thế này thì cái xúc tu nó như này, nó chỉ bu lại thôi, nó chỉ dính cái xúc tu thôi. Rồi mình giật mạnh quá cái xúc tu nó bay đi luôn. Ủa chú, vậy là bây giờ là còn nhẹ nè. Nặng lên là con biết liền, nặng lên là nó hơi nặng tí xíu. Thấy không, con thấy con mực bơi không? Đây, mực lên ơi, mực đây, đây này. Sau một thời gian kiên trì, các bạn nhỏ đã có được con mực đầu tiên. Không biết ai là người đã câu được chú mực này đây. Chúc mừng Gia Bình đã câu được chú mực đầu tiên. Người thứ hai câu được mực đó là An Sang. Chúc mừng bạn An Sang nha. Cái toàn cho.